là một con cá mình sẽ làm được bao nhiêu món hả chú? 4 món ạ. 4 món. À, là những món gì? Gỏi là một này. Món gỏi này, món pị. Vâng. Với là món này là hấp. Hấp. Vâng. Với là nướng nữa. À. Thái nhỏ quá là không ngon, to quá là không ngon. Vâng. Thái thế này ăn thì thích. Con này là cá chấm cỏ chú? Chấm cỏ. Mổ này xong lột ra xong không rửa cho vào cái giấy báo thấm luôn ạ. Ờ thấm luôn cái nó hút nước đi cho nó khô. Vâng. Ờ đấy, thế là cho vào là cái này. Đấy. Coi như là ăn thì lúc nào ăn thì mới trộn. À. Bây giờ cho cái lá này vào nhá. Vâng. Đây là cho em ạ. Lá muối. Lá muối. Dụng của nó là làm chua hả chú? Cái này là nó chát. Chát. Nó chát là nó giảm cái tanh này. Vâng. Tanh cá này. Chát để giảm tanh cá. Ờ, tanh cá. Thế xong còn những cái gia vị gì nữa chú? Xả. Gia vị đủ hết. Là... Xả là không cho. À không cơ. Xả là chỉ cho cái món chín thôi. À. Đây, cho vào cái này nghe. Vâng. Đây là món ớt gia vị của nó. Vâng. Cho ít mì chính vào. Vâng. Cho ít cái là súp vào một tí. Không có là nước chua là nó là có muối nữa rồi. Ừ. Đấy. Coi như là món này là xong. Món này là để lúc nào ăn thì mình mới là trộn. Ừ. Đấy, kiểu này này. Vâng.
Cái này là kiểu là thịt của nó là nó ướp vào cái gia vị là nó thế thôi. Trong lúc ăn thì mình sẽ trộn thêm cái gì nữa? Lúc ăn thì có cả là các gia vị, các loại lá, lá rau thơm. Vâng. Với là có cái hoa chuối. À. Ăn lúc nào thì mình cũng bắt đầu trộn. Vâng. Lúc nào trộn lúc ăn thì sẽ quay lại một lần đấy. À, xong. Rồi, xong. Cho nước măng chua là cho các gia vị, cho các món mà ở đây hết. Vâng. Trộn đều. Trộn đều. Cá gỏi, cá thái mỏng. Cá thái mỏng. Vâng. Trộn vào ăn thử. Quá ngon luôn. Xong là ăn được. Ăn được. Úi giời, ăn trực tiếp luôn, ăn được. Nó ngon quá. Được rồi, chúc sức khỏe mọi người. Cảm ơn mọi người bữa ăn quá vui vẻ. Ngồi ở nhà sàn.